Hãy chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một món ăn cho gia đình mình khá là đơn giản và cái món này cũng dễ làm luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món cho gia đình mình ăn, đây là món gỏi xoài và cá nướng nha mấy bạn. Thì ở đây mình có xoài và cá nướng và thịt gà nướng. Và chiều hôm nay mình sẽ ăn kèm chung với cái món gỏi xoài này là ăn cuốn bánh tráng nha. Ở đây mình có bánh tráng và nước mắm chua ngọt nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào ăn bánh tráng gói gỏi xoài với mình của ngày hôm nay. Rồi sang nhà con bếp nhỏ để xem mình chế biến cái món gỏi xoài như thế nào nha. Thì mấy bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm cho gia đình mình ăn một món ăn là xoài trộn nha mấy bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món xoài trộn gì? Thì ở đây mình có xoài nè nha. Mình có xoài. Vậy bây giờ mình sẽ đi gọt xoài nha mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ gọt xoài nha mấy bạn. Mình đã chuẩn bị đây hai cái dĩa mình sẽ gọt xoài. Mình lựa cái trái xoài mà nó còn hơi cứng một tí. Các bạn thấy vậy, nó đã muốn chín hết rồi, mình sẽ lựa trái xoài hơi cứng nha. Cứng một chút thì mình sẽ trộn cái gỏi xoài nó sẽ ngon hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món gỏi xoài này, mình sẽ ăn kèm với cá nướng nha mấy bạn. Làm cái gỏi xoài này á, mình được cái xoài đầy lon á mấy bạn, mình làm nó sẽ ngon lắm, nó không có còn cái hậu chua mà chua nhiều á, nó chua ít vậy đó, mình làm thì nó ngon, nhưng mà tùy theo cái khẩu vị của mỗi gia đình nha. Và bây giờ nhà mình thì ăn ít, mình sẽ gọt hai trái thôi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đem rửa cái phần xoài này để vào mình bào nó ra. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần xoài của mình đã gọt xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ bầm cái phần xoài này ra. Thì mình làm cái cách này theo hồi cái lúc xưa mấy bạn, chứ mình không có làm theo bây giờ. Theo lúc xưa thì mình sẽ bầm, còn bây giờ chúng ta có những cái đồ bào mình sẽ bào nó ra, nhưng bây giờ mình làm theo cái kiểu hồi xưa mẹ mình làm á. Bây giờ mình sẽ bầm cái xoài, phần xoài này mình bầm thì nó sẽ không đều, mình sẽ cắt như thế này nha mấy bạn. Mình sẽ cắt cái từ sợi gì nè cho nó đều cái trái xoài, cho nó đều cái sớ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ sắt đều cái trái xoài hết rồi, bây giờ mình sẽ bào nha mấy bạn. Mình sẽ bào nó, mình bào như thế này thì nó khá là mỏng, một lát mình trộn thì nó cũng khá là ngon, tại vì mình làm theo cái kiểu hồi xưa nha. Chứ nếu như bây giờ thì chúng ta có cái đồ bào mấy bạn bào có là nó ngon lắm. Hồi xưa mẹ mình hay làm những món như vậy nè mấy bạn. Nếu chúng ta được cái xoài đầy lon á, mấy bạn làm ăn thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì mình thì mình không có thích chua á, thì mình làm mà cái xoài đầy lon nó sẽ ngon hơn. Tại vì cái hậu nó không có chua nhiều. Còn nếu như chúng ai mà thích chua thì mình có thể làm bằng xoài cát chua, xoài cát hòa lọc thì nó sẽ chua ngon hơn. Còn đây mình cũng làm bằng xoài này mình cũng không biết xoài gì nữa, của người chị cho nè. Có người thì kêu bằng xoài bưởi, có người bằng người ta kêu bằng xoài thanh ca gì đó, nhưng mà cái này mình nghĩ chắc không phải xoài thanh ca đâu, cái này chắc có thể là xoài bưởi mấy bạn. Nó có cái mùi đặc trưng riêng của nó nghe lạ lắm.
mới đây mình cũng đã bào được một quả sòi như thế này nè mấy bạn. Vậy còn cái tiếp đó mình sẽ làm thêm cái trái kia như thế này nữa nha. Mình sẽ bào như thế này nữa nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã bào xong cái phần sòi nè mấy bạn. Vậy bây giờ mình sẽ trộn cái phần nước sốt vào đây nha. Mình trộn trước có khoảng chừng 5 phút để cho cái phần sòi của mình nó thấm nha mấy bạn. Thì cái phần sòi này mình trộn cũng không có cái nước sốt, cũng không có gì hết. Chỉ có đường và nước mắm thôi nha. Đường và nước mắm. Tại vì cái sòi của mình mấy bạn biết không, nó đã có cái hậu chua rồi, cho nên mình không có cần cái để cái đồ chua nữa mấy bạn. Chỉ có đường với nước mắm thôi. Còn nếu như các bạn nào có ăn được cái bột ngọt thì mình sẽ để vào đây một tí. Còn đây mình chỉ trộn đường và nước mắm thôi nha mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ để vào đây. Mình trộn trước như thế này để cho một lát nữa cái phần sòi của mình nó thấm gia vị và dai lại, và nó được mà cái nó ra cái phần nước chua bớt á, rồi mình sẽ bỏ cái phần đó nha. Còn như chúng ta có thể ăn cay được, mấy bạn có thể bằm ớt rồi để vô nha mấy bạn. Bằm ớt hoặc là có ớt khô á, mấy bạn để vào nữa nó rất là ngon. Mình làm như thế này mình ăn cùng với bánh tráng cũng ngon lắm mấy bạn. Bánh tráng rồi chấm nước mắm chua ngọt ngon lắm. Và mình trộn sơ như thế này, mình để cho cái sòi của mình được 5 phút cho nó thấm cái phần đường với nước mắm nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần sòi của mình đã trộn nó được 5 phút cái nó ra nước như thế này nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Ở đây mình có chuẩn bị một cái gỗ mình để vào cái tô như thế này. Mình sẽ vớt cái phần sòi này nó ra. Mình sẽ để hết cái phần sòi này vào trong cái gỗ này để cho nó ráo cái phần nước nha mấy bạn. Chúng mình bây giờ để như thế này rồi, mình sẽ để cho nó ráo cái phần nước này hết đi rồi mình sẽ trộn nha. Thì mấy bạn ơi, nãy giờ mình để cái phần sòi của mình nó đã ráo nước rồi nè mấy bạn. Nó đã ráo nước rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem trộn nó nha mấy bạn. Mình sẽ trộn cái phần sòi này. Và ở đây mình có chuẩn bị một cái dĩa để trộn sòi. Và trước tiên mình sẽ để hết cái phần sòi này vào cái dĩa này đi nha. Thì nãy giờ mình đã làm cái đường và nước mắm á, thì cái phần sòi của mình nó đã vừa ăn rồi. Vậy là bây giờ mình chỉ để cái phần rau găm này vào nữa nha mấy bạn. Cái này là rau găm mình đã sắt sẵn rồi. Nếu như chúng ta ăn cay được thì mình có thể là bằm ớt mình để vô nữa nha. Còn đây thì thằng bé nhà mình nó không ăn cay được cho nên mình không có bằm ớt để vào nha mấy bạn. Khi nào mình ăn thì mình sẽ mà bằm một ít mình để riêng. Cái món này mình làm khá là đơn giản luôn mấy bạn, mà ăn cũng khá là bắt cơm. Mình ăn với cơm cũng được và mình ăn với bánh tráng cũng khá là ngon nha. Vì mình trộn như thế này là được rồi nha mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ để đây, mình sẽ coi cá của mình nướng nó đã chín chưa, thì mình sẽ lấy ra mình để vào cái phần gỏi này để mình ăn cơm nha. Thì mấy bạn ơi, mình đã nướng xong cái phần cá lóc nướng nè. Và thịt gà mình nướng, mình đã nướng xong hết rồi. Giờ mình cũng lấy ra rồi. Tại vì mấy bạn biết không, cái phần cá và thịt gà nướng thì cũng khá là dễ, cho nên mình cũng không có chia sẻ cái khúc mà mình nướng thịt gà và cá nữa nha mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy mình nướng miếng thịt gà nè. Cái này là ức gà, cái ức gà mình nướng. Thì nếu như chúng ta muốn xé ra thì mình trộn vào đó cũng được. Còn nếu như chúng ta không xé thì mình sẽ để nguyên. Khi nào mình ăn thì mình sẽ xé ra cũng được nha mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa để mình trang trí cái dĩa gỏi của mình.
Thì bây giờ mình cũng đã chuẩn bị một cái dĩa nha mấy bạn. Đây mình có một cái dĩa, mình sẽ gấp gỏi ra, gỏi xoài ra. Nếu như mình thích xé những cái miếng cá ra và hoặc là miếng thịt gà ra thì mình sẽ xé nó ra, còn nếu như không thì mình sẽ để nó qua một bên nha mấy bạn. Tại vì mấy bạn biết không, nhà mình ăn ít lắm cho nên mình không có làm nhiều, mình làm nhiều thì ăn không hết nha, thì mình làm vừa đủ ăn một bữa cho đó mấy bạn. Thằng bé nhà mình nó cũng thích ăn cái món gỏi xoài này đó, mình cũng hay làm nha. Và bây giờ cái phần xoài mình đã sắp vào một bên như thế này rồi, còn lại bên đây thì mình sẽ để cái phần cá nướng vào. Thì bây giờ mình sẽ để cái phần cá nướng vào nha, thì tùy theo mỗi khẩu vị của mỗi gia đình mình đó mấy bạn. Mình thích ăn với cơm hoặc là mình ăn chung với mà bánh tráng thì mình ăn cũng khá là ngon nha. Tại vì cái phần gỏi trộn này là mình ăn với cái gì cũng ngon hết các bạn ơi. Mình ăn với bánh tráng cũng ngon, rồi mình ăn với cơm cũng khá là bắt luôn. Và bây giờ mình đã làm hoàn thành xong cái dĩa là gỏi xoài trộn rồi nè mấy bạn. Mấy bạn nhìn thấy cái dĩa gỏi xoài của mình cũng khá là ngon nha. Vậy nếu như cô chú anh chị em khi xem được video của mình thì xin cho mình một like và một chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho cái kênh hai mẹ con mình nha. Và bây giờ mình xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Bye bye, gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất nha.